Chào các bạn đến với cái bài tập ngày hôm nay. Thì theo tình hình là nắng nóng, mụn hơi bị nhiều nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách ngăn ngừa và trị mụn. Mà nói chung thì nắng nóng thì ai cũng mụn thôi, khỏi ngăn ngừa các bạn ha. Thì cách để chúng ta ngăn ngừa là chúng ta lên Photoshop và chỉnh sửa. Để có một gương mặt baby thế này thì chắc chắn không phải chỉnh sửa Photoshop thôi các bạn. Ai mà tự nhiên mà da láng vậy được ha, cũng phải Photoshop một chút xíu vô. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triệt để triệt tiêu cái mụn trên gương mặt của các bạn ha. Nam nữ gì cũng có mụn tuốt. Cách điều trị của chúng ta như sau. Thì chúng ta có hai loại thuốc như thế này. Các bạn cứ vào cái phần bát tôn ở đây nè. Những cái công cụ bát tôn này nè. Thì nó sẽ có Spot, Healing Blood Tone, Healing Blood Tone. Mình chỉ cần lít vô những cái vùng mụn nè. Hiện tượng nó mất. Cái cơ chế hoạt động nó là sao? Là khi mình lít vào cái vùng màu đen này nè, cái mụn ruồi này nè, thì nó sẽ lấy những cái vùng da, những cái vùng xung quanh mụn ruồi này đó, nó sẽ đắp vào thì cái mụn ruồi chúng ta mất, nó sẽ hòa với những cái vùng da. Các bạn cũng chọn cái size ở đây. Bình thường size lớn nhỏ. Đó cũng là một cách giúp các em trai mới dậy thì này thoát khỏi nỗi lo về mụn. Bạn nhớ Spot Healing Brush Tool. Tiếp theo chúng ta có thể dùng là Bath Tool. Biểu tượng là gì? Cái miếng vá bị rách ha, có vài đường chỉ may đó, vậy để cho dễ nhớ Bath Tool. Cái cách sử dụng Bath Tool này thế nào? Cô gái này có một mụn mụn hơi là bị to. Mà dùng cái này thì coi bộ không có hiệu quả cho lắm thì chúng ta dùng Bath Tool. Cách dùng là chúng ta sẽ tô cái vùng mụn mình nè. Chúng ta kéo. Đừng kéo bậy bạ vậy là sai ha. Mình sẽ kéo những cái vùng da láng á, kéo vào vùng da mụn thì ở đây sẽ mọc thêm mụn. Lưu ý chúng ta sẽ kéo vào những vùng da láng. Chỉ vài giây là em gái này đó có thể nặng được cục mụn đi rồi, rất đơn giản. Rồi, ví dụ như mụn như thế này thì chúng ta có thể ứng dụng nhiều cách. Ví dụ như dùng bát tôn cho những cái mụn mụn bự bự bự, phóng to chút xíu. Dùng cái bát tôn cho mụn bự kéo vào những vùng da láng thì cũng được. Hoặc là dùng cái Spot Healing Brush Tool cũng được. Rồi chúng ta sẽ còn một cách tiếp theo nữa. Đó chính là chúng ta dùng Clone Stamp Tool. Chúng ta sẽ chọn những vùng da không có mụn. Các bạn nhớ lưu ý ha, chúng ta giữ Antenna. Anten. Lít Anten và chúng ta chọn một cái vùng da láng. Đây giống như là thao tác chụp hình. Chúng ta sẽ chụp cái vùng da láng này lại để đắp vào những vùng da có mụn. Chúng ta sẽ chỉnh nó opacity ở đây. Ta giữ antenna lít vào vùng da không có mụn. Chúng ta lít vào những cái vùng có mụn này thì cái vùng da láng nó sẽ che lên. Thì cái này chúng ta phải cần hơi cầu kỳ một chút xíu, chúng ta sẽ phóng to.
và liên tục. Các bạn có thể chỉnh opacity này giảm, tăng giảm để cho cái độ tự nhiên nó sẽ tự nhiên hơn. Do là vùng da này hơi bị nhiều mụn thì khi mà chúng ta xóa hết mụn thì cái vùng da nó cũng sẽ không có tự nhiên cho lắm, là do nó quá nhiều mụn mà chúng ta đắp lên. Thì chúng ta chỉ có cách trị mụn như thế thôi, là chúng ta dùng clone tam tone, bot healing tone hoặc là bath tone. Khi các bạn lưu ý, các bạn chỉnh hình cho khách thì chúng ta phải cần có sự cầu kỳ, và đặc biệt là hình của chúng ta phải rõ nét. Ở đây hình của chúng ta là 200% mà hình nó hơi bị mờ nè, thì chắc chắn là sản phẩm của chúng ta nó sẽ không được đẹp. Nhưng mà chúng ta có thể thao tác những bước đó để cải thiện được một phần nào của tấm ảnh. Ví dụ như chúng ta được làn da hết mụn ha, mà hơi bị lăn ban chút xíu, nên xong cải thiện được phần nào cái tấm hình của chúng ta, thì để hình của chúng ta nó sẽ đẹp hơn một chút xíu thì các bạn nhân cái lớp lên, Ctrl Z thêm một cái lớp nữa. Chúng ta sẽ chọn là Filter Blur Surface Blur, ý là làm cái mặt của chúng ta nó sẽ phẳng một chút xíu. Các bạn có thể hiệu chỉnh cho phù hợp tùy theo cái kích thước ảnh nó lớn nhỏ như thế nào, thì chúng ta sẽ chỉnh cái radius và cái ratio này như thế nào ha, cái radius này như thế nào. Ví dụ như tôi sẽ chọn cái radius là khoảng 50, chúng ta ok, và sau đó opacity nó sẽ giảm xuống vừa phải để cái da chúng ta tự nhiên hơn, chúng ta là không phải một hình vẽ nữa mà cái da sẽ tự nhiên hơn chút xíu. Nó ví dụ như cái sản phẩm chúng ta thế này. Quên đi nỗi lo về mụn. Đó chính là đồ sản phẩm như thế này ha. Sau khi xài mỹ phẩm của chúng tôi thì da các bạn trở nên mịn hơn, hết mụn, không có lan ban. Rồi, ví dụ như cô siêu mẫu này chẳng hạn, là một người công chúng nhưng mà không biết giữ gìn da hoặc vóc dáng thì da nó sẽ bị mụn như thế này. Thì khi trước khi lên báo, cô ta sẽ nhờ phóng viên 24 giờ: "Em ơi, xịn giùm chị cái mặt chị mụn nhiều quá, xịn giùm chị một chút xíu để da chị đẹp hơn, đưa lên báo sẽ đẹp hơn." Ok chị, thì em sẽ chỉnh cho chị như thế này. Em sẽ dùng bath tone, em tô dùng mụn của chị, em kéo qua. Rồi chị check mail Facebook đi, em vừa gửi hình chị qua rồi đó. Chị thấy hài lòng chưa? Ôi giời ơi, mặt chị chưa có lán cho lắm, em làm cho lán một tí vào. Ok chị, thì theo chị ấy muốn da lán một chút thì các bạn sẽ tô cái vùng da, nhân cái lớp da này lên, thì chúng ta sẽ dùng lại cái blur, Surface Blur. Ta hiệu chỉnh lại, tùy theo cái thước ảnh mà chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại cho phù hợp.
Ok, da chị quá đẹp rồi đó. Nếu mà chị muốn thành tượng sáp thì chị cứ nói em sẽ chỉnh tiếp. Ok, da rất là đẹp rồi đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Ồ, thì ra Photoshop cũng có lợi các bạn ha. Ví dụ như da mặt mộc của ngôi sao Anh Muốn Em Sống Sao, lúc mà tập dợt xong thì có thể mồ hôi ra nhiều quá, ứa cả tóc. Anh ơi giúp giùm Bảo Anh chỉnh tấm hình này để làm avatar Facebook để được 1.000 like. Ok em, anh sẽ chỉnh cho em. Thì các bạn dùng lại cái phần clone stamp tool này ha. Chúng ta sẽ giữ antenna vừa giữ vừa lít chuột. Vào phần da này thì chúng ta sẽ đắp lên phần tóc ở đây. Bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải làm tỉ mỉ hơn chút xíu ở đây thì do mình làm đại khái cho các bạn nắm được cái thao tác thôi. Còn những vùng da có hột này chúng ta sẽ giữ antenna đắp vào, giữ antenna như vùng da kế bên. Thấy da đỡ hơn một chút xíu rồi đó. Thì bây giờ chúng ta cũng làm y như cái thao tác hồi nãy. Tô cái vùng da của chúng ta sẽ chọn filter blur, surface blur để tạo cho cái da chúng ta nó sẽ láng một chút. Ta sẽ dùng gloss bôi đi những cái phần không cần thiết để tránh cái hiện tượng nó quá giả. Các bạn nhớ giảm opacity xuống một chút xíu để cho da mình nó tự nhiên hơn. Rồi chúng ta chờ hình chúng ta sáng sáng một chút xíu. Thì vừa rồi mình hướng dẫn các bạn một cái bài tập nhỏ nhỏ vui vui về cái cách điều trị mụn trong cái mùa nắng nóng như hiện nay. Thì các bạn thử tìm những bức hình nào thì đôi khi các bạn đã dùng 360 độ cũng được hoặc là 720 độ cũng được, thoải mái, nhưng mà da chúng ta nó sẽ hơi láng, hơi bị lố. Do đó các bạn hãy dùng Photoshop mà điều chỉnh hình chúng ta cho nó tự nhiên hơn một chút. Và cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có thể là cuốn phăng đi những cái mụn hơi lố trên mặt của chúng ta, và chúc các bạn thành công trong bài tập này. Bye.